Xin chào mọi người. Nay em xin phép làm một cái video để hướng dẫn mọi người bảo dưỡng một cái lam. Thì trên thị trường bây giờ hiện tại đã có hai loại lam, đó là lam bánh xe và lam Latin. Thì cái đặc điểm và cái ưu điểm của hai cái loại lam này thì em cũng đã nói ở một cái video trước. Cái cách Việt Nam Latin và Nam bánh xe như thế nào rồi thì em cũng nói sơ lại một chút như thế này. Nam Latin thì nó không có bánh xe, còn cái Nam bánh xe thì nó có bánh xe. Ở đây nó có một cái bánh xe nó xoay, có thể xoay được. Đấy, mọi người thấy chưa, đó, nó có thể xoay được. Còn Nam Latin thì nó có một cái đầu tin như thế này. Đó. Có một cái đầu tiên. Cái đầu này nó thứ nhất là nó trơn, ít bị ăn mòn. Và nó rất được nhiều anh em ưa chuộng trên thị trường. Nhưng cái đặc điểm chung của máy bãi thì nó thường hay sử dụng một cái lam bánh xe như thế này, vì nó là cái máy xài cho gia đình. Thì những cái máy mà chúng ta có công suất lớn và khai thác thì đa phần được sử dụng cái lam Latin. Thì tại sao chúng ta phải bảo dưỡng? Có một cái vấn đề ở đây, nó rất là đơn giản thôi. Nghĩa là khi chạy cộng xích nó được trượt, khi cắt á thì cộng xích nó được trượt trên trượt trên cái lam như thế này. Cộng xích nó được trượt trên cái lam. Thì chạy giữa ma sát giữa hai vật liệu bằng kim loại ma sát với nhau thì thường thường nó sẽ nóng lên và sắt nó có sự giãn nở và nó tạo ra một cái là cái ba dớ, cái bờ vía này, đó, cái bờ vía này. Bờ vía này nó sẽ bị tràn ra đây. Tràn ra đây thì không riêng gì bên ngoài mà cả bên trong nó cũng tràn ra. Đó. Cả bên trong nó cũng bị tràn ra. Chúng ta cách chúng ta bảo dưỡng tốt nhất đó là chúng ta lên giũa hoặc mài, giũa hoặc dùng đá mài mài để bảo dưỡng một cái lam cho nó tốt, tránh tình trạng bị cuốn mép quá nhiều rồi nó bị nở cái lam này ra và cái bức xích nó chạy như cái răng xích này nó sẽ bị vấp luôn á. Đó, nó sẽ bị vấp dẫn đến nó bị mẻ lam. Dẫn đến nó bị mẻ lam như thế này. Đó. Cái lam này hiện tại đang bị mẻ quá. Đó. Nó bị mẻ lam. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta bảo dưỡng một cái lam như này trước. Thì nếu ai mà có eto thì có thể kẹp eto, còn không có eto thì chúng ta có thể dùng một cái kê lên một cái gì đó, chúng ta có thể rũa, dùng một cái rũa như thế này. Đó, một cái rũa. Chúng ta sẽ rũa hết cái mép này đi. Hiện tại cái mép này nó đang gợn lên, nó cuốn cái mép lên đúng không? Đó. Cái lam này là lam tốt. Nên là cái đầu này nó không có bị khuyết ở khúc này. Đó. Nó không bị khuyết. Hiện tại cái lam Latin của hãng Etin 50 cm như thế này thì nó dao động khoảng 7-8 cm gì đó. Đó, chúng ta cứ rũa. Rũa thế nào đó? Rũa cho nó bát, rũa cho nó hết cái cuốn mép này và nó bát bên trong một chút nhé bác. Thank you.
chúng ta rũa, tiếp tục rũa. Chúng ta rũa dọc dọc theo thân lan. Nếu ai có máy mài thì chúng ta có thể ra một máy được, nhưng mà nếu người sử dụng quen máy thì có thể dùng máy, còn anh em nào không có máy thì chúng ta có thể dùng bằng rũa cũng được. Đó, cái đầu này nó không bị cuốn không? Cái đầu tin này nó không bị cuốn, chúng ta chỉ gạt sơ qua thôi, còn phần thép này nó bị cuốn. Hiện tại đang được sử dụng trên cái máy Husqvarna 372XT này các bác. Làm xịn. Rũ rất là cứng. Cái rũ mới. Mà rũ chua chua đấy. Mọi người rũ này cẩn thận nhé, không là và cái cạnh của cái mép cuốn này nó rất là bé. Đó, chúng ta sẽ rũ từ đầu đến cuối, rũ từ đầu đến cuối cho nó hết cái mép cuốn. Nếu ai có máy chúng ta có thể dùng bằng máy được. Chúng ta làm một máy thì nhanh hơn, nhưng mà đa phần thì nhanh. Nếu ở trong rừng thì chẳng ai mà tắt được cả cái máy đi đâu, và trong đấy cũng không có điện đâu. Hết mặt này rồi, xong mặt này. Đó, à bên này chưa, bên này chưa rũa. Là chưa được. Xong cái phần bảo dưỡng cái lam latin này thì mình sẽ làm luôn cái phần bảo dưỡng cái lam bánh xe. Thì các bạn đang xem nếu thế hay thì tặng mình một like nhé. Đừng quên đăng ký kênh, đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Các bạn biết sao mà cái ô tô là mình không kẹp không? Bởi vì kẹp vào cái lan nó đứng như thế này. Đứng thế này thì mình không có rũa xuôi này được. Đó. Mà mình lại phải rũa đứng như thế này. Đứng cái này thì nó lại tràn 5 mét này nhiều hơn. Đó, khi rũa mét này hết chúng ta sẽ rũa cái phần trượt của lan nhé. Và có hay đỏ tiếu không biết được tính cái rũa mới rồi. Kẹp vào đây, đứng vào cái xe của cái rũa. Cái lam này là lần đầu tiên ở giữa.
là mình xịt muối. Nếu chúng ta không bổ dưỡng như thế này ấy, thì nó sẽ đến hột là nảy lan hay là vấp tích đứt tích này ấy. Chúng ta không thường xuyên để ý và kiểm tra bảo vệ cái lan. Cuốn lên rất là bén đấy các bạn, cuốn lên bén lắm. Nam này dành riêng cho các bác theo cái chuột các hạt cây. Thì chúng ta rửa cũng nhanh, mua rẻ tiền, lại thế rất là nhiều. Một cái máy 70 trên 70 cc như thế này. Máy này là máy Husqvarna 372 đấy các bác. Hiện tại là chỉ dùng có cái lan 70 à 50 thôi. Hai găng tay đó đó, hết cái phần giữa của nét. Bây giờ chúng ta cái phần nó cuốn lên đây, cái phần giữa đi đó, cái này chỉ lướt nhẹ, lướt nhẹ thôi, lướt nhẹ nó đi là được. Thì hướng dẫn cho những các bạn mà chưa làm bao giờ và chỉ chưa biết thôi, còn những bạn đã thành thạo và chuyên nghiệp rồi thì mình sẽ không nói đến nữa đó. Đó. Sau cái bước mà chúng ta rửa xong rồi, chúng ta nên vệ sinh hết cái khe lam đi nhé. Đó, cạo đây. Đó, cạo dọc. Cạo dọc phần khe lam. Cạo dọc phần khe lam cho nó sạch. Cạo hết những cái mặt cưa và đất nó bám vào trong. Đó, nếu có ai có máy hơi, có thể xịt bằng máy hơi. Và quan trọng nhất là chúng ta nên để ý những cái lỗ bơm nhớt nuôi nhớt lam này đó. Thì chúng ta có vòi hơi chúng ta xịt về đó, này cái lỗ đây đó. Chúng ta mới nói thì chúng ta lấy cái que nhỏ hoặc là kẽm nhỏ chúng ta chọc vào đây đó, chọc sạch sạch hết tất cả những cái đất bẩn, cái mặt cưa nó dính ở trong này. Thì đó là xong cái phần bảo dưỡng của cái lam latin thì nó công đoạn của nó chỉ có vậy thôi và chúng ta có thể sử dụng được luôn. Chúng ta rũ hết cuốn cái mép này đi và rũ vát đi một chút nhé, rũ vát bên trong một chút nhẹ thôi, đừng có rũ nhiều quá nó dẫn đến cái đường cái đường trượt này nó mỏng đi thì nó lại càng nhanh ngon hơn. Bởi vậy chúng ta chỉ rũa hơi bát vào bên trong một chút. Đó. Cái máy này lớn thì nó cũng được xài một cái cọng xích, mắt xích lớn. Xích này là chân V3 đó, hầu vuông các bác. Hầu vuông thì nó cắt nó phá cái mạch rộng.
nên là chúng ta cắt nó sẽ ít bị kẹt lam. Còn cái máy những cái lam bã như thế này, cái lam này là lam trên một cái máy Hitachi của Nhật, nhưng mà cái lam này nó bị mẻ, đó. Thì chúng ta cũng tiến hành làm như các khớp như như cái lam kia, chúng ta rửa. Trên đây nó có cái gì đây, chai chai sao gì đây, 35 cm, 35 là từ cái phần thò ra của cái lam. Như cái này nó ngắn hơn, thì hiện tại cái này là nó tính 50 nhưng mà cái phần thò ra là chỉ có 40 thôi. Đây cái máy cái lam này thì không thể sử dụng được nữa vì nó mẻ như thế này rồi, thì nếu mà chúng ta cố tình xài thì nó sẽ vấp xích, cũng rất là nguy hiểm cho những người khác, vấp xích nó nhảy lên dễ dẫn đến tình trạng đứt xích. Nếu như các bạn mà sử dụng máy mà không bảo dưỡng như này thì cũng rất dễ bị đứt xích nhé. Đó. Cái lam này thì nó sơ qua vậy thôi là được rồi. Và cái phần phần quan trọng nhất của cái lam bánh xe này, cách bảo dưỡng tốt nhất, đúng cách nhất thì chúng ta nên cho vào đây một chút mỡ bò như trên cái lam này. Như các bạn thấy trên cái lam này nó có một cái lỗ, thấy không? Một cái lỗ này là để chúng ta bảo dưỡng. Phần bên này cũng có và phần bên này cũng có nhé các bạn. Đó, hai cái lỗ nó nằm lệch nhau, nó đều nằm ở hướng bên này. Đó, đặt bên này thì nó nằm ở trên, và lật qua bên này, đặt bên này thì nó cũng nằm ở trên. Hai cái lỗ nó nằm, lỗ này nằm ở bên này, còn nằm phần bên kia thì nó nằm ở đây. Đó, nên chúng ta bơm mỡ vào á, thì nó không bị tràn ra ngoài đâu, bơm nhiều nó mới tràn ra. Thì đây, đây là mỡ bò này, mỡ bò nhé. Chúng ta không cần nhiều, chúng ta chỉ cần một chút ít chút xíu thôi, đưa vào trong một cái xi lanh như thế này. Các bạn có thể ra chỗ nào bán thuốc tây thì chúng ta có thể mua được một cái xi lanh như vậy. Và chúng ta nên đưa thẳng cái mỡ bò bên trong. Lấy cái mỡ bò này một chút thôi nhé các bạn, không cần nhiều lắm đâu. Đó, chỉ khoảng tầm này thôi, đưa vào trong này. Đó, thấy không? Đưa vào, đẩy lên để chúng ta có thể ép vào được. Chúng ta bắt đầu tiến hành bơm cái mỡ bò này vào trong cái lỗ này nhé các bạn, bơm thẳng cái mỡ bò vào trong cái lỗ này. Mình sẽ bơm thẳng vào trong. Và khi bơm chúng ta tiến hành là xoay cái bánh xe này nhé các bạn. Xoay tới để nó tránh cái việc mỡ bò nó tràn xuống cái lỗ bên này nhé. Bơm bên này thì tránh cái lỗ xoay, tránh cái tình trạng xoay ngược sang bên này. Mỡ nó phun ra đây hết. Đây các bạn này. Bạn thấy mỡ chảy bên này chưa? Để mình xay cho bạn xem nhé. Đó, thấy bi và mỡ nó chảy nhé. Đó, bi và mỡ chạy. Đó, xong phần bên này chúng ta sẽ tiến hành làm nốt phần bên kia. Một cái lam này bảo dưỡng thì nó không mất nhiều thời gian các bạn, nhưng mà nó tốt rất nhiều cho cái máy.
có câu của bền tại người mà. Đó. Rồi, tiến hành. Bơm vào đây tiếp. Nhớ là xoay tiến bánh xe lên trước nhé bạn. Ok. Vậy là hai mặt đều có mỡ bò đấy nhé. Đó, phần mỡ bò dư ta bỏ đi. Đó, bò tràn ra tới tới mép này luôn các bạn. Lúc đầu á thì chúng ta mới vào dưỡng như này thì cái phần bánh xe này nó sẽ quay nặng hơn bình thường một chút, nhưng mà khi chúng ta chạy á thì tất cả các mỡ bò nó sẽ được dạt ra, nó bôi trơn cho tất cả những cái viên bi ở trong cái bánh xe này. Ở bên trong này nó có một vòng bi rất là mỏng nên chúng ta phải thường xuyên bảo dưỡng. Vì các bạn nói tại sao mà làm bánh xe nó Nhật nó là ngon thì tất nhiên là cái chất liệu của thép cũng như là cái vật liệu sản xuất thì nó đảm bảo được cái độ bền, chứ nó không như hàng của Trung Quốc. Hàng Việt Nam thì chắc có lẽ chưa sản xuất này, mà hàng Trung Quốc thì rất là kém. Tất cả những cái hàng của Trung Quốc mình không đánh giá là tất cả hoàn toàn là không bền, nhưng mà hàng Trung Quốc mà chính hãng sản xuất chính hãng thì nó cũng khá là bền đấy. Đó, còn hàng mà nhập sang Việt Nam mà theo cái kiểu mà thương mại kiểu phục vụ cho người dân cái cách mà tiền ít mà hít đồ thơm thì xài đồ Trung Quốc thôi, to rẻ đẹp mà không có bền. Đó là cách bảo dưỡng hai cái lam mà mình muốn gửi đến các bạn trong cái video này này. Nếu các bạn nào thấy hay thì vui lòng nhấn like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở những cái video lần sau. Chúc các bạn thành công, và nếu các bạn nào có những cái thắc mắc thì hãy để lại những cái bình luận ở bên dưới và đóng góp những cái gì kinh nghiệm để cho chúng ta có thể trao đổi những kinh nghiệm với nhau nhiều hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.